Nè, đâu đó Sơn? Con đi kiếm anh Diều à? Anh Diều đâu rồi? Nghe mẹ nói không? Đâu vậy trời? Ê! Tranh thủ mày đi, tao quay cảnh luôn. Cái gì con? À, máy bay hả? Đâu? Máy bay đâu? Máy bay đâu? Đi đâu đi xa dữ vậy? Vô lấy đồ ăn ăn nè. Hai đồ nữa. Diệu đằng kia rồi. Ừ, con Diệu trong kia rồi. Ba mang Diệu đi vô rồi. Ba mang Diệu đi vô rồi. Ừ, giờ mình phải đi quay lại chứ. Ừ, con Diệu đây nè, lại đây. Đây, đi vô đây. Lại đây mẹ dẫn đi cho, đi kiếm Diệu. Lại đây, lại đây, đây.